Em xin mến chào tất cả các bác nhé. Các bác thân mến, hôm nay em lại tiếp tục quay trở lại cái vườn sầu riêng. Đây là cái vườn sầu riêng của một người bạn. Hiện nay được trồng và chăm sóc phát triển rất tốt. Thì trong quá trình chúng ta trồng và chăm sóc phát triển cái cây sầu riêng thì thường xảy ra cái hiện tượng gãy cành và rụng quả do gió và mưa. Thì hôm nay em sẽ đến thăm và cùng với các bác tìm hiểu cái cách buộc dây treo quả, treo cành như thế nào cho nó đảm bảo trong quá trình mưa, gió, cây sầu riêng của chúng ta nó không bị rụng trái và gãy cành. Sau đây xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Lê Thị Hồng. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và tung chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Các bác thân mến, đây là cái vườn sầu riêng của một người bạn của em. Được chăm sóc bài bản, đúng kỹ thuật và hiện nay cho ra rất nhiều trái. Và hiện nay trái cũng đã to rồi, chuẩn bị được thu các bác nhé. Và trong quá trình trồng và chăm sóc thì bạn của em luôn tìm hiểu cái kỹ thuật và cách chăm sóc làm sao cho nó đúng và mang lại cái chất lượng, cái hiệu quả cao nhất cho cây sầu riêng. Đây, những cây sầu riêng sai quá các bác. Chỗ này phải đến hơn 100 quả và quả nào cũng to. Thì đối với cây sầu riêng thì cái đặc điểm của nó là cái trái nó khi to, khi lớn lên nó rất to các bác. Bình quân là từ 5 đến 7 kg và còn những trái là lên đến 10, hơn 10 kg. Rất nặng các bác. Do đó trong quá trình chăm sóc cây sầu riêng, đặc biệt là cái giai đoạn cái trái sầu riêng của chúng ta đã lớn, sắp được thu hoạch mà gặp mưa và gió thì hay xảy ra cái hiện tượng gãy cành. Và khi cây sầu riêng gãy cành thì và rụng quả thì ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng và cái sản lượng các bác. Và đặc biệt là các cái cành gãy cũng là cái điều kiện để cho các cái loại nấm nó xâm nhập để gây ra các cái loại bệnh ảnh hưởng đến chất lượng của cây sầu riêng. Thì để hạn chế cái việc này nó xảy ra thì chúng ta cần phải thường xuyên quan tâm và thực hiện, chúng ta tiến hành buộc treo các cái cành và cái quả lên sao cho nó đảm bảo. Vì cây sầu riêng của chúng ta là cái cây thân đứng và các cái cành nó mọc sang xung quanh, nên quá trình mưa các cái vào các cái lá này và cùng vừa cộng với cái trọng lượng của quả nữa thì sẽ rất nặng các bạn. Và cành sầu riêng của chúng ta nhỏ cũng rất dễ xảy ra gãy. Đặc biệt là có cái thân, cái cành sầu riêng của chúng ta nó rất giòn. Thì trong quá trình cây sầu riêng của chúng ta nó ra quả, ngoài việc chăm sóc, dưỡng cho cái cây sầu riêng nó nuôi quả thì chúng ta cũng phải quan tâm đến cái việc buộc treo các cái cành lên. Và đặc biệt là đối với những cái cành nó có trái nhé các bác. Thì để buộc cành thì ở đây người nông dân chúng ta dùng cái loại dây ni lông nhé các bác. Đây, cái loại dây ni lông này chúng ta mua ở chợ tạp hóa thì nó cũng giá thành nó cũng không cao các bác ạ. Chỉ có 30 đến 40 ngàn một cuộn, hơn 1 kg thôi và về chúng ta buộc được rất nhiều. Để chúng ta buộc và treo cành thì trước tiên thì chúng ta cũng xác định những cái cành nào chúng ta cần phải treo để đảm bảo cho nó chắc chắn và xác định cái vị trí nào chúng ta sẽ treo. Để khi xảy ra hiện tượng mưa gió, cành nó được chắc chắn và đảm bảo không bị gãy. Và thường thì đối với người trồng sầu riêng, người ta sẽ cột treo các cái cành này. Đặc biệt là những cái cành đây các bác thấy là những cái cành này cho ra trái, những trái này rất nặng. Ví dụ như trái đây nó nặng khoảng 7 kg nhé các bác, còn trái này cũng khoảng 5 kg. Thì khi nó nặng chỉ nó chịu xuống và bên ngoài này các bác thấy là những cái cành lá rất xum xuê, đặc biệt là khi mưa nước nó đọng trên các cái ngọn lá này là nó rất nặng và nó sẽ kéo để gãy, có thể là gãy cái cành này. Thì vị trí gãy cành ấy, các cái cành mà khi gãy thường nó sẽ bị 90% nó sẽ bị gãy tách ở cái khu vực nách này nhé các bác. Đây, từ thân lên, từ các cái cành lên và thân lên nó mọc tránh cành ra thì thường nó sẽ bị toác ở cái chỗ vị trí này. Nên vì vậy là
để treo cái cành thì chúng ta phải xác định được cái vị trí. Như ở đây thường thì bà con nông dân người ta sẽ treo khoảng 2/3 cái khoảng cách từ thân ra nhé các bác. Từ thân ra đầu cành là bà con sẽ căn khoảng 2/3 để chúng ta cố định cái dây vào. Còn riêng đối với cái dây này thì chúng ta sẽ buộc trực tiếp lên các cái cành bên trong sát với thân sầu riêng, hoặc là chúng ta có thể cột trực tiếp vào cái thân cây. Vì đặc điểm của cây sầu riêng của chúng ta là cây thẳng đứng nhé các bác. Đối với cây sầu riêng nó thẳng đứng và nó ra các cái cành xung quanh, chứ nó không có trà chạnh nhiều cành nhiều thân như một số các loại cây trồng khác. Nên là toàn bộ chúng ta buộc, chúng ta treo cành là chúng ta sẽ cột vào cái vị trí đặc biệt là dưới đây. Ở đây là người ta buộc vào cái nách của cái cành bên phía bên trong sát với thân nhé các bác. Và chúng ta có thể cố định vào cái thân. Đối với cây sầu riêng thì cành nó ra từ dưới gốc lên các bác ạ. Rất nhiều cành từ bên dưới lên. Nên trong quá trình buộc để đảm bảo nó không nhiều dây nhưng vẫn đảm bảo được chắc chắn thì chúng ta có thể liên kết giữa các cành thẳng hàng với nhau. Đây như các bác thấy là đây có 1, 2, 3 cái cành thì nó thẳng hàng với nhau. Thì chúng ta có thể tận dụng một cái dây và chúng ta cột nối tiếp giữa các cái thân. Đây là chỗ này cột là do cái cây này, cái cành này nó sát với thân rồi. Nó đã không đảm bảo cái khoảng cách nên là chúng ta có thể bỏ qua. Và chúng ta cột ở phía trên. Đối với cái cành này chúng ta phải cột riêng ở cái đầu trên. Thường làm sao chúng ta buộc cái khoảng cách nhé. Nó cách thân đến đầu ngọn là của các cành là khoảng 2/3 là được đảm bảo. Và quá trình buộc treo cành thì chúng ta không nên buộc sát thân quá nhé các bác. Ví dụ như những cái cành này chúng ta buộc khoảng cách từ thân ra nó gần, tức là không đảm bảo được cái 2/3 đối với cái cành của chúng ta đấy, thì nó sẽ không có tác dụng. Tại vì bên ngoài cái cành của chúng ta sẽ rất nặng, đặc biệt là có các cái quả rất lớn, nó sẽ rất nặng và cái dây này sẽ không tác dụng. Còn khi nếu chúng ta buộc quá ra đầu cành, tức là buộc sát ra ngoài đầu các cái cành thì cái tác dụng nó cũng không cao các bác. Khi chúng ta buộc ra đầu cành thì vừa tốn dây, và đối với cái dây của chúng ta nó dài quá thì cái độ chắc chắn nó sẽ không bằng so với lại chúng ta cột đảm bảo giữ được cái khoảng cách từ 2/3 ở cành từ thân ra. Và đặc biệt đối với các cái cành mà yếu, các cái cành nó nhỏ như cái cành này các bác, nó nhỏ và có nhiều trái thì chúng ta cần phải cột chắc chắn hơn. Chúng ta không nên liên kết những cái cành yếu như thế này với nhiều cái cành khác. Đặc biệt là nó nhiều trái nó sẽ rất nặng thì chúng ta buộc cố định. Và nếu mà chúng ta cảm thấy nó chưa chắc chắn, cái vẫn còn yếu thì chúng ta có thể tăng cường thêm, có thể chúng ta chập đôi dây hoặc là cột 2 dây sao cho nó đảm bảo. Ở một số địa phương thì để hạn chế cái gãy cành này thì bà con nông dân chúng ta sẽ dùng các cây trống nhé các bác. Thường thì người ta sẽ mua những cái ống tiếp bằng sắt, thường là ống 21 hoặc ống 27, dày 1 ly 2, để chúng ta chống cành lên. Tuy nhiên cách làm đấy thì nó khá chắc chắn các bác ạ, mà nó hơi khá tốn kém. Như một cây sầu riêng này rất nhiều cành, nếu mỗi cành chúng ta chống một cây như vậy thì nó rất tốn kém so với cái thu nhập của chúng ta. Khi treo cành thì các bác không nên treo ở những cành bên dưới. Thường những bên dưới những cành nó dài hơn thì chúng ta không chỉ treo những cành ở bên dưới mà chúng ta cũng cần quan tâm treo những cái cành ở bên trên. Vì đối với cây sầu riêng thì nó ra quả rất đều các bác. Khi chúng ta chăm sóc đúng kỹ thuật thì tất cả các cành đều cho ra quả. Và những cành bên trên thường là sẽ nhỏ và yếu hơn, mặc dù nó ngắn hơn nhưng nó sẽ yếu hơn, cũng rất dễ gãy. Nên là chúng ta sẽ buộc và treo đều hết tất cả các cành từ dưới lên trên. Và đặc biệt là trong cái quá trình chăm sóc cây sầu riêng, như là chúng ta phun thuốc, chúng ta cắt tỉa trái, cắt tỉa cành, thì các bác không nên trèo trực tiếp lên các cái cành các bác nhé, mà chúng ta sẽ dùng ghế, dùng thang để chúng ta trèo lên thì nó không ảnh hưởng đến cái xảy ra cái hiện tượng gãy cành. Vì đối với cây sầu riêng ấy, thì khi chúng ta nhìn những cái cành nó chắc chắn như vậy thôi các bác. Tuy nhiên là quá trình trồng chúng ta chủ quan,
khi chúng ta chủ quan, chúng ta cứ trèo trực tiếp lên những cái cành này. Chúng ta đứng lên cành này mặc dù đứng ở sát bên trong, tuy nhiên là hiện nay là đối với những cái quả sầu riêng của chúng ta khá to rồi, nó đã nặng rồi, mà chúng ta lại trèo lên đây nữa thì nó sẽ dạn nứt cái khu vực trong nách của cái cành. Cái khu vực này nó sẽ bị dạn nứt dần và rất dễ xảy ra gãy, khi đặc biệt là khi trời mưa to. Đối với buộc treo cái cành này thì chúng ta không phải đợi cái trái sầu riêng nó lớn lên chúng ta mới treo các bác nhé, mà chúng ta sẽ thực hiện ngay từ lúc cây sầu riêng, cái trái đang còn nhỏ, và cho đến khi cái trái cây sầu riêng nó phát triển lớn lên thì nó sẽ nặng xuống và nó sẽ kéo căng căng những cái dây này. Thì đấy là để khắc phục cái hiện tượng gãy cành đối với cây sầu riêng khi ra trái. Còn đối với việc rụng quả sầu riêng thì nó xảy ra nhiều cái hiện tượng như hiện tượng rụng trái non. Rồi ở video trước em cũng đã chia sẻ với các bác về cái nguyên nhân rụng trái non đối với cây sầu riêng đấy, nào gồm có nhiều nguyên nhân về rụng sinh lý. Đối với rụng sinh lý thì nó rất bình thường thôi, và khi rụng nhiều là rụng do thiếu dinh dưỡng và do một số cái yếu tố khác. Tuy nhiên đấy đối với trái non nha các bác, còn khi trái sầu riêng của chúng ta đã to như thế này thì cái hiện tượng xảy ra rụng trái nó sẽ rất ít. Và khi đã xảy ra cái hiện tượng rụng trái là nó có nguyên nhân của nó, nên là chúng ta cần phải tìm ra cái nguyên nhân để khắc phục ngay. Đối với nguyên nhân rụng trái do thiếu dinh dưỡng, do bị nấm bệnh thì em không chia sẻ ở đây, mà hôm nay em chia sẻ với các bác về một số cái trường hợp mà rụng trái do cái trái nó quá nặng. Thì ở đây các bác thấy, đối với cây sầu riêng, nói cái cuống của nó mọc từ trong các cái cành ra, nó rất nặng các bác ạ. Nên trong quá trình cây sầu riêng, trái sầu riêng nó phát triển ấy, thì thường khoảng trái sầu riêng chúng ta phát triển lớn được khoảng 100 ngày đến hơn 100 ngày thì chúng ta phải tiến hành buộc để treo cố định những cái quả sầu riêng. Đối với cố định cái quả sầu riêng của chúng ta ấy, để nó đảm bảo nó trợ lực thêm cái lực chịu của cái cuống của cái trái sầu riêng. Tại vì khi trái sầu riêng của chúng ta nó thả xuống treo xuống như thế này, cái cuống nó khá dài các bác, cuống đây nó nằm tầm khoảng 14 cm, thì gặp mưa và đặc biệt khi gặp gió nó sẽ bị lắc, là cái cuống này nó sẽ rất yếu, rất dễ rụng. Nên là chúng ta phải treo cái trái sầu riêng này lên. Thì treo sầu riêng ở đây là có hai cách các bác nhé. Đối với trái sầu riêng chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta có thể tận dụng, chúng ta cột cái dây ni lông cố định vào cái phần cuống giáp với lại cái trái sầu riêng ở bên dưới, để chúng ta treo lên các cái cành, để cho nó đảm bảo nó trợ thêm lực cho cái cuống này. Tuy nhiên đối với cái cách này thì có một cái điểm yếu là cái vết đây các bác. Cái mối chúng ta kết nối ở đây, thì trong quá trình cái trái sầu riêng nó phát triển thì cái cuống nó cũng sẽ phát triển theo. Thường nó sẽ dẫn đến bị thắt cái chỗ trái sầu riêng này. Mà khi thắt mà gặp mà thời tiết không thuận lợi, chỗ cuống này cũng rất dễ bị xảy ra thối. Nên là cái cách cố định cái trái sầu riêng ở cuống này thì bà con chúng ta cũng ít vận dụng. Tuy nhiên là trong quá trình làm này cũng tùy từng cây, tùy từng trái nhé các bác. Đây, đặc biệt là đối với những trái nào khả năng nó nhỏ hơn và nó bị chịu cái tác động của gió ít hơn thì chúng ta có thể vận dụng cái phương pháp này. Và cái cách thứ hai, đây cái trái sầu riêng này nó bị nứt rồi các bác ạ. Hiện nay nó nứt, nó bị lòi cái ruột ra rồi, ruột vẫn trắng nhé các bác. Cái cách thứ hai là chúng ta treo cái quả sầu riêng. Đây các bác thấy nơi đây là người ta treo cái đầu dây, buộc cái cố định cái đầu dây lên các cái cành và chúng ta chùm quàng qua cái quả sầu riêng. Chúng ta chỉ cần một dây như thế này thôi và chúng ta cố định lên trên. Thì trong quá trình xử lý thì các bác cũng có thể chúng ta vận dụng cả hai cách. Chúng ta vừa cố định đối với cuống trái sầu riêng
và chúng ta cố định quàng qua cái sọc quả sầu riêng. Và đối với những cái chùm sầu riêng ấy, nó ra 2 đến 3 trái thì chúng ta có thể vận dụng, chúng ta dùng một dây và chúng ta cố định nhiều trái lại một và chúng ta treo lên cho chắc chắn. Thì cái quá trình cái quả sầu riêng này nó phát triển nhé bác, nó sẽ lớn lên và nó sẽ căng, cái dây này sẽ căng và nó sẽ gánh, nó chịu lực cho cái cuống trái sầu riêng rất tốt. Đối với cách cố định như thế này thì lưu ý với các bác là quá trình chúng ta cố định chúng ta không lên buộc căng quá nhé các bác. Chúng ta không lên cố định các cái dây nó quá căng. Bởi vì khi chúng ta cố định ấy, chúng ta siết cái dây này căng quá thì cái cuống cái sầu riêng này nó rất mềm nhé các bác. Đối với cuống này rất mềm, chúng ta buộc căng quá chúng ta sẽ kéo cái trái sầu riêng lên, nó sẽ dẫn đến cái việc ảnh hưởng đến cái cuống này. Cái cuống này nó sẽ bị cong, bị gãy và nó dễ xảy ra trường hợp bị dập cuống và dễ bị thối cuống, cũng nó sẽ ảnh hưởng không tốt cho các bác, nó sẽ bị rụng. Khi chúng ta buộc cái dây này trùng thôi thì cái quá trình cái trái sầu riêng của chúng ta nó phát triển, nó sẽ lớn lên và nó sẽ đẩy căng dần cái dây này ra. Thế là các bác cứ yên tâm, chúng ta không sợ, chúng ta cố định lỏng như thế này mà mai mốt nó không có tác dụng đâu. Vì khi trái sầu riêng nó lớn lên, cái dây này nó sẽ căng ra. Và chúng ta buộc căng quá thì khi trái sầu riêng nó phát triển là các cái múi nó sẽ bị méo nhé các bác. Chúng ta buộc vừa phải thôi thì trái sầu riêng nó phát triển ra nó sẽ không bị méo trái. Và đối với trái sầu riêng của chúng ta thì khi bị méo thì nó sẽ xấu và rất, chúng ta bán ra thị trường nó sẽ không được giá. Đây các bác thấy này, chỗ này có cái trái này là người ta buộc sớm quá, hiện nay cái cuống nó đã bị thắt lại rồi các bác nhé. Nên quá trình chúng ta cố định trên cuống thì theo em thì các bác cũng không nên buộc quá chặt, chúng ta buộc vừa phải để khi cái cuống của chúng ta nó phát triển, nó to lên, nó căng là vừa. Và chúng ta sẽ để các cái dây này cho đến khi chúng ta thu hoạch sầu riêng. Thì đối với các cái loại dây buộc các bác, khi chúng ta buộc dây vào đây thì sau khi thu hoạch xong thì các bác dọn vệ sinh thì chúng ta cũng cắt bỏ đi, tránh trường hợp những cái dây nó chưa kịp hoai mục nó sẽ bị thắt cái cành, trong quá trình cành nó phát triển thì sau này cái cành nó sẽ bị yếu và khi xảy ra hiện tượng mưa nó dễ bị gãy ở các cái điểm này. Đây vườn sầu riêng này cây nào cũng sai hết các bác. Năm nay đối với vườn này người nông dân đang dự kiến thu khoảng 20 tấn các bác. Và hiện nay giá sầu riêng trên thị trường đang rất được giá. Thường nhà vườn nhập ra cho các lái buôn hiện nay đang chốt giá với giá khoảng 75 đến 80 ngàn trên 1 kg. Và đối với một trái sầu riêng này nó nằm tầm khoảng 5 đến 7 kg bình quân ấy. Thì các bác tính ra rồi, một trái này nó có giá trị mấy trăm ngàn cơ. Như vậy là vừa rồi nhân tiện đi thăm cái vườn sầu riêng của một người bạn, hiện nay đang chăm sóc đúng kỹ thuật và cho cái năng suất, cái hiệu quả rất cao, rất sai quả phải không các bác. Thì qua đây em cũng chia sẻ với các bác về cái cách, cái kỹ thuật treo cành và treo quả trong quá trình trồng cái vườn sầu riêng của nhà mình, để các bác tham khảo và chúng ta có thể vận dụng vào trong cái vườn cây của chúng ta sao cho nó đảm bảo chất lượng tốt nhất. Em xin dừng video ở đây nhé. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video sau của em nhé.